À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái cách để chúng ta copy một cái website. À, như vậy thì để copy một website thì chúng ta để làm cái gì? Thí dụ như bây giờ các bạn đã tạo ra một được website rất là đẹp, rất là vừa ý, mà bây giờ các bạn muốn nhân bản những website đó lên. À, chúng ta sẽ có những website copy nhưng mà có mức độ chỉnh sửa là vừa phải chứ không nhiều. Thì cái việc mà nghĩ đến việc copy một website là một cái vấn đề mà nhiều bạn quan tâm. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn cái cách để mà chúng ta thực hiện cái việc nhân bản các website một cách nhanh chóng. Thì trước tiên để mà nhân bản website này thì chúng ta phải cài đặt cái website đó lên trên cái host. Ví dụ tôi sử dụng host A2 chẳng hạn. Tôi chọn cái để tôi cài đặt. Ví dụ như tôi cài đặt website là tự do tài chính chẳng hạn. Rồi tôi bấm cài đặt. Về website đã được cài đặt xong, đây nó báo là cài đặt xong, thì chúng ta có thể vô kiểm tra email và chúng ta thấy được các thông tin cài đặt nó được gửi về email chúng ta. Bây giờ chúng ta phải vô trong cái phần đầu tiên là chúng ta vô trong cái phần manager, file manager, chúng ta chọn cái thư mục mà chúng ta vừa cài đặt cái website. Hồi nãy là tôi cài đặt cái website tự do tài chính chấm top chẳng hạn, thì tôi chọn vào đây để tôi đi thẳng trực tiếp tới cái thư mục chứa cái website này luôn. Thì bây giờ đến ngay trong cái thư mục website là tự do tài chính chấm top này, thì tôi sẽ chọn hết và chúng tôi xóa nó đi. Chọn rồi select all và xóa chừa lại cái file, một cái file nhân bản thôi. Chọn vô select all. Chừa lại cái file là copy share. Copy share income.com. Cái file này là cái file nội dung của một website copy share đó tôi muốn nhân bản lên. Do đó là khi chúng ta đã thực hiện cái việc cài đặt rồi thì chúng ta xóa hết cái mã nguồn của cái mới vừa cài đặt. Chúng ta chỉ chừa lại cái file mà chúng ta muốn copy thôi. Tôi xin nhắc lại là cái file copy share income.com này là cái file của website chúng tôi cần copy. Đó, chúng ta xóa mã nguồn của cái web thu nhập tự do tài chính hồi nãy. Thì bây giờ chúng ta chừa file này thôi. Đó, cái file này là cái file mà mã nguồn mà chúng ta đã download về, chúng ta lưu trữ trên máy tính chẳng hạn. Tôi đã đưa lên đây sẵn rồi, chúng ta không cần phải đưa nữa. À, để rút ngắn cho quy trình nhanh hơn. Đây trong cái host thì thường thường hôm nay nó có những cái thư mục website tôi cài đặt. Tôi đã cài đặt cái website là tự do tài chính chấm top đây đó. Vào đây. Tôi dễ nén cái tập tin này ra. Đây là dễ nén của cái file của website chúng tôi muốn copy. Đó. Chúng ta có thể xóa file này hoặc để lại cũng được. Bây giờ cái bước kế tiếp là ta vào trong ta tạo cái cơ sở dữ liệu. Ta chọn là MySQL à. Ở đây thì bây giờ chúng ta tạo cơ sở dữ liệu. Ví dụ như website của ta là tự do tài chính thì chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu là tự do tài chính à. Rồi đã tạo xong về cái cơ sở dữ liệu. Cái bước kế tiếp là chúng ta tạo về cái user của cơ sở dữ liệu. Tạo user. Cái user này này nó giống như là một cái một người mà được phép tiếp cận một cái thông tin cái data chẳng hạn. Đó. Ở đây thì password này chúng ta có thể tự set.
Sau đó chúng ta gọi chọn là create user, create user. Chúng ta tạo cái user. Như vậy thì chúng ta đã có cái data, đây là click tự do tài chính ha. Cái user của chúng ta là crypto tự do tài ha. Username tự do tài đây đó. Rồi vậy thì chúng ta có đủ là vừa cơ sở dữ liệu và có database, tại vì database và user rồi. Bây giờ chúng ta kết hợp hai lại, chúng ta chọn là user thì chúng ta chọn như là tự do tài kết hợp với là tự do tài chính ha. User là tự do tài kết hợp với database là tự do tài chính, chọn S và nó hỏi chúng ta được phân quyền, chúng ta chọn tất cả. Chúng ta trở về trang chủ của Control Panel. Cái bước kế tiếp là chúng ta vào BMI admin, BMI admin để chúng ta nhập cơ sở dữ liệu vào, chúng ta bấm sổ ra thì chúng ta thấy là cái tự do tài chính này là cái database này chúng ta đã tạo rồi ha. Và bây giờ ở đây thì nó trống trơn không có dữ liệu, thì cái việc còn lại là chúng ta phải import cái cơ sở dữ liệu lên. Chúng ta chọn import, chúng ta chọn cái file nè, chúng ta sẽ lấy cái file SQL đó, cái file cơ sở dữ liệu mà chúng ta đã lưu về máy. Chúng ta bấm open, chúng ta để nguyên, chọn gold hết nguyên là, và để cho dữ liệu được upload lên. Rồi cơ sở dữ liệu được upload lên hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta có thể vô kiểm tra, chúng ta thấy là cơ sở dữ liệu của website cũ đã được đưa lên website mới một cách thành công. Bước kế tiếp là bây giờ chúng ta thực hiện một số cấu hình. Chúng ta có thể vào trong file manager, chúng ta chọn tập tin là chọn vô thư mục là tài chính top mà của website chúng ta vừa cài đây. Ở đây chúng ta chỉnh sửa một số thông tin như sau. Thứ nhất là chúng ta sửa thông tin WP config, chúng ta chọn vô là edit cho nó hiển thị ra, chọn vào đây, chọn là username ở đây ha, database user. Thì giờ nãy chúng ta chọn đây là tự do tài thì chúng ta nhập vào đây tự do tài ở đây ha. Click to tự do tài. Còn cái database của ta nãy chúng ta chọn là nó nằm tên là tự do tài chính. Đó. Chúng ta sẽ chọn cho tự do tài chính. Kế đó là chúng ta chọn cái password. Password hồi nãy chúng ta quá trình ta set cái user thì chúng ta nó đang đẳng đây đó, thì chúng ta có thể nhập lại. Rồi vậy là có ba thông tin là database name và user và bắt buộc bấm sale. Như vậy thì chúng ta đã chỉnh sửa cái thông tin của config rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa thêm một số cái thông tin của PHP MyAdmin. Chúng ta kéo chuột xuống, ta chọn là WP Option và chúng ta chỉnh. Đây ở đây chúng ta thấy là cái nội dung của website nó sai cũ. Đây là cái đường cái tên miền website cũ. Thì bây giờ chúng ta sửa với cái tên miền website mới. Hồi nãy là chúng ta chọn website mới chúng ta là tự do tài chính chấm top chẳng hạn. Đó, chúng ta chỉnh đây. Chúng ta copy nó. Rồi chúng ta dòng thứ hai chúng chọn edit tiếp. Copy tài chính chấm. Rồi. Chúng ta bấm go. Như vậy thì chúng ta đã chỉnh sửa được cái thông số web cũ và web mới cho thích hợp. Chúng ta có thể thử test thử website chúng ta đã được kết nối hay chưa. Ở đây nó báo là cái kết nối dữ liệu chưa được thành công. Chúng ta vào trong cái phần config chúng ta chỉnh sửa lại. Đây. Đây là chúng ta thấy data user là little tự do tài. Rồi data name là tự do tài chính. Rồi password. Dính lắm rồi. Đây là user, kiểm tra lại lần nữa, có thể copy kiểm tra lại cho nó chính xác. Đó. Rồi. Password nãy chúng ta set cho user này là ở dưới đây, ghi rõ rồi, sang ví dụ như 21234 chẳng hạn. Rồi. Ở đây nó có cái phần gọi là cái data host. Thì ở đây nó cái host cũ nó dài nhưng giờ chúng ta chỉnh sửa cho host mới thì điều kiện là local host. Chúng ta bấm sale. Rồi bây giờ chúng ta thử website chúng ta coi nó có hoạt động bình thường chưa. Chúng ta có thể reload lại. Rồi như vậy thì website chúng ta mới copy đã thành công, đã được kết nối thành công. Bây giờ chúng ta phải quan tâm đến một cái mục, đó là cái mục để chúng ta thực hiện cái việc post thử bài, tức là chúng ta vào trong phần đăng nhập admin. Chúng ta test nguồn và chạy rất là ổn. Bây giờ chúng ta vào trong cái phần admin này thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta đăng nhập vào. Chúng ta chọn vào đăng nhập và hết trở lại. Sau đó chúng ta sẽ kéo chuột xuống, chúng ta vào trong cái phần này là PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Thì trong PHP MyAdmin này chúng ta chọn vô là tự cho tài chính. Đó. Rồi. Chúng ta chọn vô trong cái phần là user. Ở đây là user đây. Trong phần user. Chúng ta thấy là đăng nhập ở đây nó là admin này, đăng nhập đến admin. Còn cái email của chúng ta là copy send chẳng hạn. Rồi. Là thông tin đăng nhập của website cũ là admin. Cái email mà nó phản hồi trong trường hợp quên mật khẩu là copycncom.com chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ copy cái địa chỉ email này. Mình ra ở ngoài đăng nhập của cái website này, mình chọn lại dạng là quên password. Quên password. Thì lúc này chúng ta nhập cái địa chỉ email vào. Đây là địa chỉ email của host cũ. Chúng ta bấm get new password. Và sau đó là chúng ta vào trong email chúng ta kiểm tra. Đây email nó có cái email là đề nghị lại là set lại password. Đó. Nó đăng nhập lại admin. Chúng ta click vào cái đường dẫn đây để chúng ta reset lại password. Đó đây là password đã được reset xong. Cái việc còn lại là chúng ta copy cái password này. Copy password này.
chúng ta reset lại. Chúng ta chọn vô login. Ở đây hoàn này chúng ta ghi là admin. Đó là đăng nhập admin. Thông tin cái này đăng nhập là admin. Còn bất quản đây là bất quản chúng ta mới reset xong. Chúng ta dán vào đây, để nó copy rồi chúng ta dán vào. Bấm login. Đó, như vậy thì chúng ta đã đăng nhập được vào trong cái phần quản trị của website là tự do tài chính.top. Như vậy là chúng ta đã thực hiện cái việc copy một cái website từ website này sang website kia, gọi hay gọi khác là nhân bản, và đồng thời chúng ta có thể thực hiện cấu hình lại một số thông tin để chúng ta có thể đăng nhập và post bài. Thì cái cách làm này nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian trong quá trình cài đặt một website mới, bởi vì nếu chúng ta làm rất là nhiều thư mục thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Bằng cách này thì nó giảm được thời gian hơn nhiều. Chúng ta có thể thực hiện mà là nhân bản rất là nhiều website để thực hiện làm các website vệ tinh trong cái việc phát triển kinh doanh bán hàng chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái lựa chọn mà có thể gọi là tối ưu hơn cái việc mà chúng ta cài đặt lại từ đầu, tốn rất là nhiều thời gian. Chúc các bạn thực hiện thành công, và nếu các bạn có nhiều thắc mắc thì các bạn có thể xem trong cái phần mô tả của cái video này, chúng tôi có những cái hướng dẫn cụ thể để các bạn hỗ trợ các bạn nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.